Như vậy là trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu. Đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa với trang phục truyền thống màu vàng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mà nhỏ quý vị và các bạn. Đây là Lê Văn Thắng. Thêm một pha phá bóng nữa, đó là pha phá bóng của Pinto. Đỗ Văn Thuận. Đây là Sâm Hồng Đức. Pha khống chế không thành công của Võ Huy Toàn. Lê Văn Thắng cũng chuyển lên cho Pinto. Pha ra vào rất hợp lý của thủ thành Thanh Thắng trong tình huống rồi. Rồi Pinto dứt điểm, không vào. Một tình huống rất nguy hiểm được Pinto tạo ra, nhưng có vẻ Pinto đã rơi vào thế vị trong tình huống này. Rất may cho Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đình Khương đã không theo kèm được đối với Pinto. Một pha khống chế ngực hợp lý, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Pinto thì bóng lại đi chạy côn dọc. Đoàn quân của huấn luyện viên Petrovic đã có 2 chiến thắng liên tiếp. Đó là pha tạt bóng khá nguy hiểm của Lâm Thi Phong. Tình huống tạt bóng ở trong tư thế khá khó của Lâm Thi Phong, nhưng trung vệ bên phía Đông Á Thanh Hóa đã tập trung và cản phá. Paulo sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Đánh đầu và không vào. Rất tiếc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Người vừa mang vào đánh đầu đó là Trọng Long. Sau quả đá phạt rất tốt của Paulo, không có một cầu thủ Thanh Hóa nào theo kèm đối với Trọng Long. Nhưng cầu thủ số 29 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đánh đầu không chính xác. Lê Văn Thắng đã mắc lỗi kèm người. Anh đã không để ý đến Trọng Long. Rất tiếc Thành phố Hồ Chí Minh. Không có tình huống việt vị. Paulo. Đó là một pha dứt điểm của Paulo, nhưng bóng đi cắt ngang khung thành. Tình huống xử lý nhanh của Paulo. Trong pha bóng vừa rồi, anh tung ra một pha dứt điểm là hợp lý khi không có cầu thủ đồng đội nào lên tiếp ứng và hỗ trợ. Pha dứt điểm ở góc hẹp của Paulo. Paulo để mất bóng. Lê Văn Thắng. Chuyền rất hay của Lê Văn Thắng, không có tình huống gì. Đây là Quốc Phương, cơ hội không vào. Thật sự tiếc cho Đông Á Thanh Hóa, Quốc Phương đã có một tình huống đối mặt với thủ môn Thanh Thắng, nhưng anh dứt điểm không thành công. Đã có thời gian, có khoảng trống để ngắm nghía, nhưng Quốc Phương vẫn tung ra một pha dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đường chuyền quá thuận lợi của Lê Văn Thắng đã xé toang hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh và giúp cho Quốc Phương có rất nhiều khoảng trống. Có sự hưng phấn Xuân Cương. Một pha đánh đầu phá bóng lên trên của Đình Khương. Đó là tình huống dứt điểm của Lê Văn Thắng, nhưng bóng đã đi trên cột dọc. Không phải, đó là pha dứt điểm của Doãn Ngọc Tần. Ta cùng xem lại pha dứt điểm cự ly khoảng hơn 25m của Doãn Ngọc Tân, nhưng không có sự phục vụ của hậu vệ phải Ngô Trung Quốc do anh bị chấn thương. Ở vòng đấu trước, thủ môn Trung Quốc đã ghi được bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Pha dứt điểm khá nguy hiểm, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Thanh Thắng. Thêm một pha dứt điểm nữa của hậu vệ phải Doãn Ngọc Tần.
dành cho đội chủ nhà. Đánh đầu không vào. Pha đánh đầu của Trịnh Văn Lợi nhưng bóng đi chệch khung thành. Trịnh Văn Lợi với Ramos đã có pha va chạm trên không. Hai cầu thủ của đội chủ nhà đang bị đau, cả Ramos và Trịnh Văn Lợi đã cùng bật nhảy. Rất tiếc cho Đông Á Thanh Hóa không hiểu như nhau trong tình huống này. Quả đá phạt dành cho đội chủ nhà. Lê Phạm Thành Long khá nguy hiểm, đã có bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ. Không phải nhưng trọng tài đã xác định đã có lỗi của một cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trong tình huống vừa rồi. Bàn thắng đã không được công nhận. Chúng ta phải chờ xem pha quay chậm. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có sự thay đổi cầu thủ số 91 Ramos Tư Tài rời sân. Không phải là bóng đã đi ra ngoài ma lưới. Vào sân là Hoàng Đình Tùng ghi bàn thắng. Lâm Thị Phong không có pha phạm lỗi. Khi chơi đăng công, Lê Văn Thắng là cầu thủ rất quan trọng đối với Đông Á Thanh Hóa ở bên phía hành lang cánh phải. Pha xoạc bóng vừa rồi của Lê Văn Thắng đã dẫn đến chấn thương của anh. Ngoài sân đó là Lê Văn Đại đang khởi động. Có vẻ như cầu thủ Lê Ngọc Nam sẽ được tung vào sân để thay cho Lê Văn Thắng. Không biết Lê Văn Thắng có thể tiếp tục thi đấu được hay không. Lý Nguyên là Phan Thanh Hậu. Phút thứ 85 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Sam Hồng Đức. Baros. Cơ hội Lý Nguyên. Dứt điểm. Tỷ số được mở cho Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha phối hợp rất hay giữa Lý Nguyên và Baros đã có bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 85 của trận đấu. Bàn thắng đang được chờ đợi ở trong trận đấu này. Sự vui mừng của các cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh khi Lý Nguyễn đã lập công. Bàn thắng thứ 3 của Lý Nguyễn ghi được ở mùa giải này. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất hay giữa Baros và Lý Nguyễn. Một pha dứt điểm ở góc gần đã hạ gục thủ môn Thanh Diệp. Một thế trận cân bằng và các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh họ đã tận dụng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của Đông Á Thanh Hóa để có bàn thắng quân bình tỷ số. Thời gian đã bước sang bù giờ thứ 6. Rất căng thẳng và hồi hộp. Đánh đầu vào.
đầu. Ăn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 6. Một pha bật cao đánh đầu của Trịnh Văn Lợi. Tưởng chừng như Thành phố Hồ Chí Minh đã có một chiến thắng thứ 2 liên tiếp, là một chiến thắng trên sân khách, nhưng cho đến thời điểm này Đông Á Thanh Hóa đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Đúng là một pha bật cao đánh đầu rất tốt của Trịnh Văn Lợi sau tình huống đá phạt của Lê Phạm Thanh Long. Một đều rất tiếc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã không bảo toàn được tỷ số. Một đều rất hấp dẫn. Bàn thắng ở ghi được phút bù giờ thứ 6. Phần mặt thất vọng của huấn luyện viên Bôn Kinh, tưởng chừng như đội bóng của ông đã có 3 điểm. Nhưng một quả đá phạt của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa, ngay lập tức họ đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Và đến thời điểm này, trọng tài Nguyễn Đức Duẩn đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 1-1. Xét về mặt thế trận thì cả hai đội bóng đều thi đấu ngang ngửa. Họ đã đều có những cơ hội tạo ra tình huống nguy hiểm của nhau về phía khung thành.